Mei Hwan là một thiếu nữ tuổi teen cực kỳ nhút nhát, cô ấy không có bạn, không giao lưu với thế giới bên ngoài. Mei Hwan luôn đội một chiếc hộp trên đầu để che đi khuôn mặt của mình, bởi cô thực sự tin rằng cô là một người xấu xí nhất trên hành tinh này. Nhưng ít ai biết rằng, trong 13 năm đầu đời của mình, Mei Hwan cũng giống như bao người bình thường khác. Cô ấy cũng có bạn bè và luôn tự tin về bản thân mình. Nhưng hồi học cấp 2, cô ấy có tình cảm với một người bạn đẹp trai nhất lớp, vì vậy cô đã mạnh dạn thổ lộ tình yêu của mình với cậu ấy, trong khi những người bạn khác không ngừng cổ vũ hai người hãy hôn nhau đi. Tuy nhiên tình cảm của Mei Hwan đã không được đáp lại, cậu bạn phũ phàng nói cô là một con vịt xấu xí, ngay lập tức những người khác đồng thanh chế giễu Mei Hwan. Kể từ đó cô ấy nhất quyết không đến trường nữa, nhận thấy con gái của mình đã đối mặt với một vấn đề khá nghiêm trọng, bố của cô ấy đã đồng ý để cô học ở nhà. Mei Hwan đã không dám soi gương và trốn ở trong nhà gần một năm. Cho đến một ngày, khi cô ấy đang cố gắng lấy quả bóng bay bị mắc kẹt trên cây, bỗng một người lạ đi ngang qua và đề nghị giúp đỡ cô ấy. Mei Hwan xấu hổ lập tức trùm một chiếc túi giấy lên đầu, điều đó giúp cô cảm thấy an toàn và tự tin hơn. Kể từ ngày đó, cô ấy không bao giờ để lộ khuôn mặt của mình với bất kỳ ai, kể cả những người thân trong gia đình của cô ấy. Lo lắng cho tình trạng của Mei Hwan, bố của cô ấy đến gặp bác sĩ để nhờ chữa bệnh cho con gái của mình. Nhưng bác sĩ nói rằng Mei Hwan không có bệnh gì cả, đó chỉ là biểu hiện của chứng Hikikomori, chứng tự nhốt bản thân trong thế giới của mình và không giao tiếp với bất kỳ ai. Theo bác sĩ, trường hợp của Mei Hwan không nghiêm trọng, nhưng đã đến lúc để Mei Hwan tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Vẫn như thường lệ, Mei Hwan sử dụng ống hút trong các bữa ăn mà không chịu tháo chiếc hộp ra khỏi đầu. Đột nhiên bố của cô ấy nghiêm nghị nói rằng, kể từ ngày mai Mei Hwan phải đến trường, ban đã đăng ký cho Mei Hwan học cùng trường với em trai của cô ấy tên là Park Hwan. Ngay lập tức Mei Hwan phản đối, nhưng ban tỏ ra rất cương quyết với con gái của mình. Sau khi viện dẫn đủ mọi lý do để từ chối đến trường nhưng không thành, Mei Hwan bắt đầu khóc lóc cầu xin bố đừng bắt cô đi học, bởi cô không muốn lại bị bạn bè trêu chọc. Cô muốn bố hãy đặt mình vào vị trí của cô và hãy chấp nhận cho cô được học ở nhà. Tuy nhiên lần này bố của cô ấy đã quyết định nói không. Sự kiên quyết của ông bố khiến Mei Hwan bất lực trở về phòng. Nhưng sau khi Mei Hwan rời đi, ông bố bắt đầu khóc giống lên vì thương con gái của mình. Trong khi đó Mei Hwan cũng không ngừng khóc và lo lắng về những gì sẽ diễn ra trong ngày mai. Một lúc sau cậu em trai bước vào với một chiếc hộp mới. Park Hwan cố gắng chọc cho chị gái của mình ngừng khóc. Lần đầu tiên Mei Hwan tháo chiếc hộp ra và để lộ khuôn mặt của mình. Công bằng mà nói, Mei Hwan thực sự rất xinh. Nhưng cô ấy luôn nghĩ rằng mình rất xấu và không ngừng lo sợ mọi người sẽ chế giễu mình. Park Hwan đã cố gắng động viên cô ấy đến trường, đồng thời hứa sẽ không để ai bắt nạt chị gái của mình. Nhưng điều đó không làm cho Mei Hwan cảm thấy tốt hơn. Một lúc sau Park Hwan cũng giúp Mei Hwan trang trí lại chiếc hộp của cô ấy. Cuối cùng cô ấy cũng nở một nụ cười tươi tắn trên môi. Sáng hôm sau ban chở hai con đến trường, nhưng khi dừng xe, Mei Hwan vẫn không chịu bước xuống. Biết được con gái đang cảm thấy căng thẳng, ban đã mở một bản nhạc để giúp Mei Hwan bình tĩnh hơn. Một lúc sau Mei Hwan nói rằng, bố hãy cho con rút lại lời nói con ghét bố nhé. Ban xúc động xin lỗi Mei Hwan vì đã ép buộc cô ấy, ông cố gắng trấn an để Mei Hwan có thể vững tâm hơn. Nhưng sau khi Mei Hwan rời đi, ban đã òa khóc như một đứa trẻ vì lo lắng cho con gái của mình. Trong khi đó, Mei Hwan cố gắng hít thở thật sâu để lấy hết can đảm bước vào trường. Nhưng chiếc hộp trên đầu cô ấy lập tức gây sự chú ý của mọi người. Họ bắt đầu chỉ trỏ và bàn tán khiến mặt cô ấy đỏ bừng lên vì sợ hãi. Tiếng cười của họ làm cô nhớ lại cái ngày mình đã bị làm nhục cách đó nhiều năm. Mei Hwan bắt đầu cảm thấy choáng váng và suýt ngã. Nhưng một chàng trai đã xuất hiện ngay sau đó. Anh ấy cũng đội một chiếc mũ bảo hiểm trên đầu khiến cô cảm thấy đỡ lạc lõng hơn. Thì ra anh ấy cũng là một học sinh mới chuyển đến tên là Minton. Nhưng cô ấy vẫn cảm thấy bối rối và bỏ chạy khỏi đó. Trong lúc Mei Hwan cố gắng thoát khỏi người lạ, cô ấy vô tình va phải một nam sinh nổi tiếng nhất trường tên là Zero. Tò mò vì cái hộp kỳ quái của Mei Hwan, Zero yêu cầu cô ấy phải tháo chiếc hộp ra khỏi đầu. Nhưng Mei Hwan nhất quyết từ chối. Họ bắt đầu bao vây để gây áp lực buộc cô phải tháo chiếc hộp. Nhưng Minton đã ngăn nhóm người của Zero lại. Mei Hwan sợ hãi nấp sau lưng của Minton. Trong khi Zero giận dữ nhìn Minton và thách thức anh ấy. Họ hẹn nhau giải quyết xung đột sau giờ tan học, sau đó Minton nắm tay Mei Hwan rời đi. Khi đứng trước lớp học, Mei Hwan vô cùng lúng túng khi giới thiệu tên của mình. Do được thông báo trước về tình trạng của Mei Hwan, giáo viên đã yêu cầu cả lớp phải tôn trọng sự riêng tư của cô ấy. Nhưng họ vẫn châm chọc Mei Hwan một cách ác ý, trong khi Minton tỏ ra khó chịu trước cách hành xử của bạn học cùng lớp. Mei Hwan lặng lẽ đi xuống cuối dãy bàn và không dám ngẩng đầu lên trong cả tiết học. Trong giờ ăn trưa, Mei Hwan xuống căng tin và đảo mắt tìm em trai của mình nhưng không thấy Park Hwan đâu. Cô ấy bơ vơ ngồi ở một góc và bắt đầu ăn. Đột nhiên hai nam sinh xuất hiện và cố gắng giật chiếc hộp ra khỏi đầu Mei Hwan, trong khi những người khác cười đùa chế giễu và cổ vũ cho hành vi đó.
Không còn cách nào khác, Mei Hwan đành bỏ lại bữa trưa và chạy ra ngồi một mình ở sân trường. Trong lúc dạ dày của cô ấy đang sôi lên ùng ục vì đói, Minton đột ngột xuất hiện bên cạnh cô ấy. Anh vẫn đội chiếc mũ bảo hiểm trên đầu để Mei Hwan không cảm thấy bị lạc lõng, nhưng cô ấy lại cho rằng Minton đội mũ để chọc ghẹo mình. Minton cởi chiếc mũ ra và nói đùa rằng anh đội mũ chỉ để giấu đi vẻ đẹp trai của mình, hoàn toàn không có ý định chế giễu Mei Hwan. Sau khi nhận ra Mei Hwan đang cồn cào vì đói, Minton lấy ra mẩu bánh mì vừa đưa cho Mei Hwan, sau đó cho vào miệng và nhai một cách ngon lành khiến cô ấy phát thèm. Biết rằng Mei Hwan sắp không chịu được vì đói, Minton đã đưa cho cô ấy mẩu bánh mì của mình. Cô ấy dần cảm thấy thoải mái hơn khi nói chuyện với Minton. Anh ấy tò mò vì không biết khuôn mặt của Mei Hwan trông như thế nào. Mei Hwan thành thật thừa nhận rằng vì cô ấy xấu xí nên mới phải đội chiếc hộp trên đầu. Sau khi cảm ơn Minton vì mẩu bánh mì, Mei Hwan nói rằng ngày mai cô sẽ không đi học nữa. Nhưng Minton nói rằng anh muốn trở thành bạn của cô, vì vậy anh muốn Mei Hwan hãy đi học mỗi ngày. Khi nghe những lời Minton nói, Mei Hwan cảm thấy rất vui vì cuối cùng cũng có người đồng ý làm bạn với cô ấy. Một lúc sau, Minton đến gặp Sero để giải quyết xung đột như đã hứa. Sero ỷ đông hiếp yếu, nhưng Minton thách đấu tay đôi với anh ta. Sero nhận một cú đấm trời giáng của Minton, nhưng anh ta lập tức đánh trả. Mei Hwan đi ngang qua tình cờ nhìn thấy hai người đang ẩu đả. Đúng lúc đó thì cảnh sát ập đến khiến Sero bỏ chạy. Khi đi ngang qua Mei Hwan, Sero lập tức kéo cô ấy đi cùng. Sau khi dẫn Mei Hwan đến một nơi vắng vẻ, anh ấy dùng sức mạnh của mình lấy chiếc hộp ra khỏi đầu Mei Hwan. Ngay khi vừa nhìn thấy khuôn mặt của cô ấy, Sero đứng bất động không nói nên lời. Mei Hwan lại nghĩ rằng anh ấy nhìn chằm chằm vào cô bởi vì cô ấy xấu xí. Bị ám ảnh bởi những gì xảy ra trong quá khứ, Mei Hwan ngã khuỵu xuống bất tỉnh. Một lúc sau, cô ấy tỉnh dậy trong bệnh viện mà không có chiếc hộp của mình. Ngay lập tức cô ấy sợ hãi hét lên trong hoảng loạn. Mei Hwan chỉ bình tĩnh trở lại khi bác sĩ lấy cho cô ấy một chiếc khẩu trang. Cha của Mei Hwan rất hối hận vì đã ép cô ấy đi học. Ông ấy nói cô có thể ở nhà nếu muốn. Nhưng trước sự ngạc nhiên của mọi người, Mei Hwan tuyên bố sẽ quay lại trường học để xử lý tên đầu gấu đó vì đã tháo chiếc hộp ra khỏi đầu cô. Ngày hôm sau, Sero ngồi một mình như người mất hồn. Anh ấy bối rối không hiểu vì sao Mei Hwan lại che giấu khuôn mặt của mình trong khi cô ấy rất xinh đẹp. Anh ấy ước gì sẽ được gặp lại Mei Hwan. Đúng lúc đó thì cô đi đến và thẳng tay tát vào mặt Sero vì những gì anh ấy đã làm hôm qua. Sau đó Mei Hwan tức giận rời đi, nhưng Sero vẫn tiếp tục bám theo và nhất quyết hỏi Mei Hwan tại sao lại phải che mặt của mình. Một lần nữa anh ấy gỡ khẩu trang của Mei Hwan nhưng đã bị Minton ngăn lại. Sau khi nghe Mei Hwan kể chính Sero đã cởi chiếc hộp của cô ấy, Minton lập tức lao vào tấn công Sero. Hai người đánh nhau vì Mei Hwan nhưng cô ấy đã kịp thời ngăn lại. Tin tức về sự xuất hiện của cô gái đầu hộp khiến hai học sinh đánh nhau vì ghen tuông tràn ngập trên các trang mạng xã hội. Mei Hwan tức giận hét vào mặt các chàng trai vì đã làm cho cuộc sống của cô ấy trở nên khó khăn hơn. Minton nói rằng anh chỉ muốn bảo vệ cô khỏi những kẻ hay bắt nạt. Ngay lập tức hai chàng trai lại tiếp tục cãi nhau. Minton tức giận vì cho rằng Sero đang thích Mei Hwan, nhưng sau vài giây bối rối, Sero phủ nhận điều đó và nói rằng mặt mũi xấu như thế ai mà thích nổi. Câu nói đó như sát thêm muối vào vết thương lòng của Mei Hwan khiến cô ấy một lần nữa bất tỉnh. Ngày hôm sau, Mei Hwan lại tự nhốt mình trong phòng như trước. Mặc cho bố và em trai ra sức dỗ dành, Mei Hwan vẫn nhất quyết không gặp hay nói chuyện với bất kỳ ai. Đã là ngày thứ ba Mei Hwan không đến trường khiến Minton vô cùng khó chịu. Trong khi đó, cô ấy vẫn tiếp tục khóc và mặc cảm về bản thân. Cho rằng thế giới bên ngoài thực sự tàn nhẫn với con gái của mình, ông Ban vô cùng hối hận vì ép con gái đến trường. Một lúc sau, hai cha con nghe thấy tiếng có người gọi cửa. Thì ra Sero đến để xin lỗi Mei Hwan, nhưng ông bố từ chối và đổ lỗi cho Sero đã đưa con gái ông trở lại vòng xoáy của bệnh trầm cảm. Sáng hôm sau, Minton đến và tìm cách để gặp Mei Hwan. Ban đầu cô ấy nhất định từ chối không gặp Minton, nhưng sau một hồi lâu năn nỉ, cuối cùng cô ấy cũng nhượng bộ đồng ý. Nhưng khi vừa mở cửa ra, Mei Hwan vô cùng ngạc nhiên và không nhịn được cười khi thấy Minton đội một chiếc hộp con vịt trên đầu. Thì ra anh ấy đã tự làm chiếc hộp đó cho Mei Hwan, đồng thời cũng đã làm một chiếc mũ màu mè cho mình để cô ấy không cảm thấy đơn độc. Hai người ăn cùng nhau và nói chuyện rất cởi mở. Minton động viên Mei Hwan hãy đi học lại và hứa rằng anh ấy sẽ luôn ở bên cạnh cô và không cho phép bất kỳ ai trêu chọc cô nữa. Sáng hôm sau, Minton chở Mei Hwan đến trường. Khi Mei Hwan đang ngồi một mình, Sero đi đến để xin lỗi cô ấy, nhưng Pa Hwan đã kịp kéo chị gái của mình đi chỗ khác trước khi Sero có thể mở lời. Một lúc sau, khi Minton và Mei Hwan đang ở trong lớp học, một cô gái tên là Ozone tiếp cận Mei Hwan và nhờ cô ấy giúp đỡ. Thì ra cô ấy luôn bị Sero bắt nạt. Vì nghĩ rằng Sero thích Mei Hwan nên cô ta đã nhờ Mei Hwan nói với Sero đừng bắt nạt cô ấy nữa. Tuy nhiên Mei Hwan từ chối vì cô ấy không muốn dính líu gì đến Sero. Sau đó cô đứng dậy rời đi mặc cho Ozone cố gắng năn nỉ.
Trưa hôm đó, May Wan và Minton đang ăn ở căng tin thì hai học sinh lớp dưới đi đến. Hai người cũng năn nỉ nhờ May Wan nói Zero hãy tha cho bọn họ. Sau đó có rất nhiều người khác cũng nhờ May Wan giúp đỡ, nhưng cô ấy từ chối tất cả mọi người. Tuy nhiên một lúc sau, May Wan nhận được tin Zero đang đánh em trai của mình. Ngay lập tức cô ấy chạy đến đó và yêu cầu Zero bảo người của anh ta dừng lại. Quá bức xúc vì sự ngông cuồng của Zero, May Wan đã thẳng thừng gọi anh ta là một kẻ hèn nhát, bởi anh ta đã ức hiếp người khác chỉ vì họ học giỏi hơn mình và chỉ vì họ có điều kiện hơn Zero. Nhưng hóa ra anh ta không biết gì về những việc đó. Zero tức giận đánh đàn em của mình một cách dã man cho đến khi May Wan yêu cầu anh ta dừng lại. May Wan cho rằng Zero cũng chẳng khác gì bọn họ, bởi anh ta cũng là kẻ ỷ mạnh hiếp yếu. Đồng thời cầu xin Zero hãy để mọi người được yên. Nhưng Zero nói rằng anh ta sẽ không bao giờ sử dụng bạo lực trong trường học nếu May Wan đồng ý để anh ta được nhìn thấy mặt cô lần nữa. Không còn lựa chọn nào khác, May Wan đành tháo chiếc hộp ra khỏi đầu để lộ khuôn mặt xinh xắn của mình. Một lúc sau, Minton bất ngờ khi nhìn thấy May Wan không còn đội chiếc hộp trên đầu nữa. Khi anh ấy hỏi May Wan đã xảy ra chuyện gì, cô lập tức ôm chặt lấy anh và khóc nức nở mà không nói nên lời. Tối hôm đó, Park Wan khoe những bình luận bên dưới một bức ảnh của May Wan mà ai đó đã đăng. Mặc dù có rất nhiều lượt like và lời khen May Wan rất đáng yêu, nhưng điều đó vẫn không đủ thuyết phục May Wan tin rằng cô ấy là một người rất xinh đẹp. Để thuyết phục con gái, bố của May Wan cầm một chiếc gương trên tay và nói rằng con hãy tin vào đôi mắt của mình, hãy soi vào nó khi nào con muốn, bố tin con sẽ thấy một cô gái đáng yêu nhất trên đời. Sau đó ông ấy đưa chiếc gương cho May Wan. Đến nửa đêm, Zero liều lĩnh đột nhập vào phòng của May Wan khiến cô ấy hét lên sợ hãi. Sau khi May Wan bình tĩnh trở lại, Zero nói lời xin lỗi vì đã chế giễu May Wan là người xấu xí. Nhưng May Wan cho rằng lời nói thật của Zero không có lỗi. Tuy nhiên anh ấy thừa nhận rằng May Wan là cô gái xinh đẹp nhất mà anh từng gặp. Anh ấy rất buồn vì đã làm cho May Wan phải khóc. Sau khi Zero rời đi, những lời nói của anh ấy cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí của May Wan. Vẫn còn hoài nghi về những gì Zero nói, May Wan lên mạng và nhờ mọi người nhận xét về khuôn mặt của mình. Thật ngạc nhiên, ai cũng khen cô ấy xinh đẹp và rất đáng yêu. Cuối cùng cô ấy cũng nhận ra mọi người đang nói thật. Lần đầu tiên trong 3 năm cô ấy nhìn thấy mình trong gương, May Wan nhận thấy mình thực sự xinh đẹp và gần như không tin vào mắt của mình. Ngày hôm sau cô ấy đến trường mà không cần phải đội chiếc hộp trên đầu. May Wan đã sẵn sàng để bắt đầu cuộc sống mới với sự tự tin chưa từng có trước đây. Video tóm tắt phim xin được kết thúc tại đây. Hy vọng các bạn sẽ thích bộ phim này. Hãy để lại cảm nhận của mình bên dưới video và đừng quên đăng ký kênh để đón xem các video mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.